Hello, mến chào quý chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube và Lại Nguyễn. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho quý chị và các bạn cách dùng phần mềm Camtasia Recorder để quay một cái video game bài bản. Thông thường thì để quay một cái video game thì nếu bạn là một game thủ chuyên nghiệp thì ít ai dùng cái phần mềm Camtasia Recorder để quay game. Đó là sự thật. Thông thường thì người ta sẽ dùng Action Recorder hoặc là Bandicam hay là những cái chương trình chuyên dụng để quay game như là Filmora SCRN, thì những cái đó nó tối ưu hơn trong cái quá trình làm mượt mà cái khung hình chơi game. Còn cái phần mềm này về căn bản thì nó chỉ giúp bạn quay màn hình để phục vụ cho những cái nhu cầu như là dạy học, chia sẻ hoặc là làm những cái video hướng dẫn thôi. Thực chất nó không dành cho quay game. Tuy nhiên, trong video này chúng ta vẫn dùng phần mềm này để quay một cái game ha. Thì giả sử bạn không có phần mềm quay màn hình nào thì chúng ta dùng đỡ cái phần mềm này thôi. Rồi, bốc phét thấy đủ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bật Camtasia Recorder lên. Có hai cách. Một là các bạn vào đây chọn Recorder Green, hoặc là bạn khởi động cái phần mềm Camtasia lên, nó có cái nút đỏ đỏ đây nè, Recorder. Thì lúc này một anh chàng Camtasia Recorder đã được bật lên và sẵn sàng để gọi mời các bạn sử dụng. Thông thường thì game thủ thì họ vui tính lắm các bạn, tại vì trong cái quá trình chơi họ phải bình luận dí dỏm thì mới thu hút được người xem, chứ mà chơi chai, chơi im ru thì ít ai xem lắm. Từ những cái game đó họ quan tâm rồi. Hầu hết bạn xem những cái streamer hay là những game thủ nước ngoài, những cái kênh YouTube, họ nói rất là nhiều và nói dí dỏm để thu hút người xem. Lại bóc vét à. Trở lại với chủ đề chính, quay game. Chúng ta sẽ quay một cái game, đó là Squad Play. Game này là game online thuộc thể loại bắn súng FPS góc nhìn thứ nhất. Bạn nào có muốn tìm hiểu thì gõ cái tên Squad Play này lên Google đó. Cái game này có phát hành ở Việt Nam nha các bạn. Cái đơn vị phát hành là GoPlay của VTC. Rồi bây giờ thì chơi game thì chúng ta có những cái câu hỏi sau đây. Thứ nhất, đó là bạn có muốn xuất hiện cái khuôn mặt của bạn hay là không, vừa chơi game vừa xuất hiện khuôn mặt để bình luận, để thể hiện cái cảm xúc, thái độ, thì chúng ta sẽ sử dụng camera. Tuy nhiên, câu trả lời đây mình là không, mình không muốn xuất hiện cái khuôn mặt vì một lý do nào đó. Câu hỏi thứ hai, đó là bạn có muốn ghi âm thanh cái game hay không? Nếu câu trả lời là có thì bạn vui lòng tích vào cái nút đó là Record System Audio để nó ghi luôn cái âm thanh game nha. Nếu bạn không có cái dấu tích này thì bạn chơi sẽ video nó không có tiếng game đâu. Bạn phải bấm vào dấu tích nha. Một điều lưu ý nữa, nếu như bạn có microphone để bình luận châm biếm hay là thảo luận thì bạn có thể chọn cái microphone ở đây để ghi cái tiếng nói, ghi âm thanh, giọng nói ha. Rồi, đó là những cái điều cần lưu ý. Câu hỏi thứ ba, đó là bạn muốn ghi toàn màn hình hay là ghi theo một cái vùng nhất định, một cái khu vực. Ví dụ như máy tính của bạn có màn hình lớn thì bạn có thể ghi theo từng cái khu vực, còn muốn ghi theo toàn màn hình thì full screen. Ở đây mình đang khởi động cái game lên, sao nó lâu thế nhỉ? Trong khi khởi động, chờ khởi động thì chúng ta xem qua một số tùy chỉnh trong phần option.
trong đây thì có một số lưu ý, đó là các file video của bạn là file text hay là file AV. File text là các file quay màn hình chỉ có phần mềm Camtasia mới đọc được thôi. Bạn không sử dụng cái file text này cho những cái phần mềm khác như là Adobe Premiere hay là Filmora, Sony Vegas Pro, Movavi. Trong những cái phần mềm đó nó không đọc được các file text, nhưng mà các file AV này thì nó đọc được những cái phần mềm mà mình vừa kể, thì nó đọc được những cái file AV này. Nhưng bù lại cái file AV thì nó rất là nặng, hầu như nó là cái file RAW của video. Nhưng thôi, cứ để file text, tại vì mình đang dùng Camtasia nên chúng ta dùng thuần chủng Camtasia luôn, không có lan man AV ha. Ok, sao cái game nó lâu lên thế nhỉ? Đấy, khởi động lại. Đây là cái khu vực quay theo vùng, quay theo cái vùng nào đó quay ha. Còn những cái vùng tối thì nó sẽ không được ghi lại, nó chỉ ghi lại bên trong cái hình chữ nhật này thôi. Rồi bây giờ thì cái game đã bật lên rồi, để mình đăng nhập tài khoản vào. Bạn nào chơi game này thì kết bạn với mình, lâu lâu chúng ta chơi chung. Các bạn đợi một chút để vào game cái đã. Nếu như bạn chưa biết thì Warfy là một cái game bắn súng góc nhìn thứ nhất được phát hành ở nhiều quốc gia, có Hoa Kỳ, EU và Nga là những cái server nó mạnh nhất về cái game này. Tuy nhiên ở Việt Nam thì ít người biết về cái sự tồn tại của cái game này ha. Có những game thủ trên YouTube cũng rất thành công khi mà chơi cái game này, như là một game thủ người Nga, Banet3, thì ông đó ổng có cái kênh hơn 1 triệu subscribe về cái chơi một đúng một cái game này. Bây giờ súng mình hết hạn rồi. Đây, tên của mình là Megazone ha. Bạn nào chơi game thì kết bạn ở cái khu vực này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay cái game. Đó, tại cái này là quay theo vùng nha. Còn nếu như bạn muốn quay toàn màn hình thì full screen và tùy chỉnh cái độ phân giải game lại. À, ở đây thì mình chỉ muốn quay theo cái khu vực này thôi. Rồi, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta bấm vào cái nút Press. Thông số 3, 2, 1 trở về 0 thì lúc này những thao tác trên game của bạn sẽ được ghi hình lại. Thì lúc này để cho mình cho cái âm lượng trong game nó nhỏ xuống một xíu. À, thì lúc này tìm trận chơi bắn súng thôi. Tại đây mình đang chơi trên máy tính có hình yếu nên mình để cái đồ họa nó thấp, nên các bạn thấy cái đồ họa nó hơi bị xấu ha. Nếu như bạn để cái thiết lập đồ họa bình thường hoặc là cao thì đẹp lắm, tại vì cái game này nó được xây dựng trên nền đồ họa Unreal Engine, một cái nền đồ họa đã làm nên tên tuổi của Resist 3. Sẵn đây giới thiệu luôn cái game luôn ha. Trong cái game này thì chúng ta có những cái chế độ như là PvE, chế độ chơi với đồng đội, Survive là chế độ chơi sống sót, còn bắn đối kháng thì nó là PvP.
game tiếng Việt đàng hoàng ha. Game này do Việt Nam họ phát hành, còn sân nhà của nó là ở Nga và Hoa Kỳ. Thôi, có Việt Nam chơi là may rồi. Vào đây chơi. Quên nữa, nãy giờ cái chủ đề chính của chúng ta là đang chia sẻ cho các bạn những cách sử dụng phần mềm Fantasy Recorder để quay game. Đó, quay được 2 phút rồi nè. Rồi, sau khi đã chơi game chán chê rồi thì các bạn có nhu cầu ngừng quay, tức là không quay nữa, thì stop thôi. Đó, thì lúc này các bạn thấy chúng ta có một cái video game ha. Nhưng mà các bạn biết tại sao nó không có bung ra không? Tại vì lúc nãy mình quay theo cái vùng chứ không phải là quay theo cái toàn màn hình ha. Nếu mà quay toàn màn hình thì nó sẽ bung ra, nhưng mà nếu quay theo một cái phân vùng nhất định thì nó sẽ như thế này. Việc của bạn đó là đè phím shift để khắc phục cái tình trạng này, đè phím shift và kéo. Đó, thì phần nào nó cũng khắc phục được cái tình trạng đen hai viền ha. Xin lỗi các bạn, lúc nãy mình ghi cái game nó không có tiếng, lý do là mình chưa có tùy chọn Recon System Audio nên mình sẽ tập lại cái thao tác này nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay màn hình cái game này để mình chỉnh âm thanh lên cho các bạn nghe, để phần mềm Camtasia nó ghi lại cái âm thanh của cái game này, xem nó có nghe được cái tiếng súng hay là không nha. Rồi, giả sử như là chơi xong rồi đi, chúng ta có nhu cầu không ghi hình nữa thì stop. Và như vậy các bạn thấy cái phần audio của game nó được ghi lại. Đó, và như vậy thì các bạn có thể nghe được cái âm thanh trong game. Thì để khắc phục cái hình này thì như mình đã nói lúc nãy, chúng ta đè shift và kéo tùy chỉnh. Nếu bạn không đè shift thì nó sẽ kéo theo cái tỷ lệ như thế này. Mà đè shift thì bạn có thể kéo tự do. Sau khi đã có video rồi thì chúng ta nhảy vào đây, chúng ta cắt ghép, biên tập, dựng, chỉnh sửa, hiệu ứng, chuyển cảnh, animation, lắp đắp la. Tức là bạn biên tập video, tạo thành một cái video sao cho nó hoàn chỉnh, và sau đó thì xuất video và upload lên cái kênh YouTube của bạn thôi. Đây là cái sử dụng phần mềm Camtasia Recorder để quay video game, và sử dụng phần mềm Camtasia Studio chính để biên tập video và sau đó tạo thành một video hoàn chỉnh. Thì hai phần mềm này nó hỗ trợ nhau trong cái vấn đề quay game và biên tập game. Rồi, chỉ vậy thôi, rất là đơn giản, easy, không có gì khó khăn hết. Bạn có, chẳng qua là bạn có chịu làm hay là không thôi. Nếu bạn chịu làm thì không có gì được khó khăn hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này, và đừng quên nhấp vào nút đăng ký nếu như các bạn muốn xem những video chia sẻ từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.